Trân trọng kính chào quý vị. Trong câu chuyện thời sự hôm nay, xin mời quý vị theo dõi đề tài Ai sợ ai và ai cần ai trong nguy cơ xung đột Mỹ-Trung do bình luận gia Đại Dương biên soạn. Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày càng tiến dần tới xung đột trên nhiều mặt trận như quân sự, chính trị, kinh tế, có khả năng lôi kéo nhiều quốc gia cuốn theo chiều gió. Giới học giả thế giới đang đoán non, đoán già hành động và phản ứng của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về toàn cầu hóa. Trong bài Dual Circulation Strategy, China's Message to US đăng trên báo The Asia Times ngày 24 tháng 8 năm 2020, tác giả Bim Buertel của Liên bang Cộng hòa Dân chủ Nepal đã tán tụng Tập Cận Bình sau khi doanh nhân Donald Trump trở thành Tổng thống thứ 45 của Hợp Trung Quốc-Hoa Kỳ. Chủ trương Make America Great Again nên xứng đáng trong vai trò Tổng Giám đốc Toàn cầu hóa. Tác giả cảnh cáo Trung Quốc sẵn sàng hợp tác và phối hợp với Hoa Kỳ để quản lý thương mại và công nghệ toàn cầu. Nhưng nếu cuộc chiến thương mại và công nghệ kéo dài, Bắc Kinh sẵn sàng giải quyết nó. Một, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2016, Tập Cận Bình đã kiên quyết đứng lên với tư cách là người bảo vệ hàng đầu cho toàn cầu hóa và thương mại tự do, và là một nhà vận động chống chủ nghĩa biệt lập. Sự thật, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO có những quy luật rõ ràng về giao thương, nhưng Bắc Kinh không tuân thủ nghiêm chỉnh nên trở thành quốc gia bị kiện nhiều nhất sau khi gia nhập từ năm 2001. Hầu hết các quốc gia giao thương với Trung Quốc đều bị thâm hụt mậu dịch. Ai không trả được nợ bị Bắc Kinh buộc phải thế chấp chủ quyền hoặc quyền chủ quyền trong 99 năm. Bắc Kinh dùng hối lộ để thao túng các nền kinh tế khác. Bắc Kinh cũng buộc các công ty ngoại quốc muốn làm ăn tại Hoa Lục phải tuân theo điều kiện không phù hợp với luật thương mại của WTO. Không một quốc gia hoặc định chế quốc tế nào ở thế kỷ 21 mà hành xử như đế quốc thuộc địa từ ngàn xưa. 2. Kinh tế Trung Cộng phát triển nhanh chóng nhờ vào các hành động ăn cắp tài sản trí tuệ đặc biệt của Hoa Kỳ. Các biện pháp chống lại đạo chích Trung Quốc đã đẩy Bắc Kinh vào thế thủ và bị cộng đồng quốc tế cô lập ngày càng triệt để hơn. Các ổ gián điệp của Bắc Kinh từ khắp nơi bị phá vỡ và cuộc tấn công vào lĩnh vực công nghệ sẽ đẩy Trung Quốc vào hoàn cảnh bị cô lập, chưa có lối thoát. Trong bài Don't Start a New Cold War with China trên tờ The National Interest ngày 22 tháng 8, 2020 của tác giả Bonnie Christian từng có bài đăng trên là báo Hoa Kỳ, viết như sau: những cuộc đấu khẩu nghiêm trọng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang chồng chất. Biển Nam Trung Hoa, South China Sea, quan hệ với Bắc Triều Tiên, đại dịch coronavirus Vũ Hán, diệt chủng Duy Ngô Nhĩ, bức bách dân chúng Hồng Kông, can thiệp bầu cử Mỹ, giám sát trên trang mạng xã hội của Hoa Kỳ. Điều đó là không cần thiết đối với an ninh của Hoa Kỳ. Trung Quốc là một cường quốc đáng kể, chỉ tập trung vào các vấn đề nội bộ và khu vực, không ảnh hưởng đến lợi ích của Hoa Kỳ. Ngược lại, nó sẽ là một nguồn rủi ro đáng kinh ngạc. Thực tế, chiếu theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS, được cộng đồng quốc tế soạn thảo suốt 10 năm, mà Trung Quốc góp phần quan trọng cũng như phê chuẩn sớm nhất. Như Bắc Kinh, tự vẽ đường chính đoạn không phù hợp với các quy định trong UNCLOS, chèn ép bắt nạt các nước nhỏ bằng cách kiểm soát nghiêm ngặt vùng biển không thuộc thẩm quyền hợp pháp đã phơi bày tham vọng xấu xa của một đế quốc thuộc địa đã lỗi thời. Phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Tòa án Trọng tài Thường trực về Luật Biển PCA đã nêu rõ yêu sách của Trung Quốc trên South China Sea không có giá trị pháp lý. Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế có lợi ích pháp lý trên vùng biển quốc tế nên chẳng quốc gia nào được quyền can thiệp. South China Sea không phải chiếc hồ của Trung Quốc và các quốc gia duyên hải trong khu vực, vì mỗi quốc gia chỉ có các quyền được quy định rõ ràng trong UNCLOS. Như thế, Bắc Kinh làm càn chứ không phải cộng đồng quốc tế sai. Muốn giải quyết vấn đề chủ quyền trên biển phải dựa vào UNCLOS và PCA, chứ không từ bất cứ nơi nào khác kể cả Bắc Kinh. Chuẩn bị đối đầu quân sự trên biển Đông Á. Biển Đông Á gồm biển Đông Trung Hoa, East China Sea, và biển Nam Trung Hoa, South China Sea, có các quốc gia duyên hải bao quanh theo chiều kim đồng hồ.
Nhật Bản, Bắc Triều Tiên, Đại Hàn, Trung Quốc, Đài Loan, Phi Luật Tân, Brunei, Mã Lai Á, Indonesia, Tân Java và Việt Nam. Bắc Kinh khó chống chế East China Sea vì lực lượng không quân và hải quân của Nhật Bản hùng hậu, tiên tiến với đệ thất hạm đội Mỹ mạnh nhất trong 11 hải đội xung kích hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ, trú đóng tại Yokosuka. Vì thế Bắc Kinh đang ra sức biến South China Sea thành chiếc ao nhà qua chiến thuật bắp cải tầm ăn dâu nhờ vào tình trạng đèn nhà ai nấy rạng của các quốc gia duyên hải Đông Nam Á, gồm có Phi Luật Tân, Brunei, Mã Lai Á, Indonesia, Tân Java, Việt Nam và cộng đồng kinh tế ASEAN cùng với AEC. Bắc Kinh đã và đang tiến hành chiến lược bành trướng bá quyền trên các mặt trận pháp lý, dùng khái niệm biển lịch sử chống UNCLOS và PCA, chấp pháp sử dụng hải quân hải cảnh, dân quân biển kiểm soát toàn bộ 80% diện tích South China Sea, ngăn chặn hoạt động ngư nghiệp và khai thác dầu khí của các quốc gia duyên hải Đông Nam Á, quân sự hóa, xây các đảo nhân tạo và biến thành pháo đài kiên cố, tập trận thường xuyên, chuẩn bị tuyên bố vùng nhận dạng phòng không ADIZ, thiết lập hệ thống căn cứ quân sự và tiếp dẫn thông qua sáng kiến vành đai và con đường BRI, trục xuất hải quân Hoa Kỳ ra khỏi South China Sea. Trong bài China's Navy Drills in Four Regions Show Ability to Counter US, Observers Say, đăng trên báo The South China Morning Post ngày 24 tháng 7 năm 2020, loan báo Hải quân Trung Quốc đang đồng loạt tập trận trên 4 vùng biển, 2 ở South China Sea, 1 ở East China Sea, 1 tại Bắc Hoàng Hải, 1 trong vịnh Bột Hải, như muốn trấn an dư luận quốc nội về khả năng đối đầu toàn diện trong trường hợp bị Hoa Kỳ tấn công, đồng thời gửi thông điệp cảnh cáo Hoa Kỳ và Đài Loan. Các cuộc tập trận kéo dài suốt tuần lễ cuối cùng của tháng 8, riêng tại vịnh Bột Hải gần Bắc Kinh sẽ chấm dứt vào cuối tháng 9. Cuộc tập trận quy mô gần Đài Loan đã diễn ra vào giữa tháng 8 nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia nhân chuyến thăm Đài Bắc của Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ Alex Azar. Nhà bình luận quân sự Hồng Kông Tống Trung Bình nói rằng bất cứ cuộc chiến tương lai nào cũng xảy ra cùng lúc nên Bắc Kinh tổ chức tập trận phòng thủ đồng loạt. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Hoa Kỳ xuống thang tranh cãi và ASEAN nối lại cuộc đàm phán Bộ Nguyên tắc ứng xử trên biển Nam Trung Hoa COD, đồng thời đẩy mạnh hợp tác Trung Quốc và AEC. Bắc Kinh đã đánh tráo nguyên nhân xung đột trong khu vực biển Đông Á. 1. Áp dụng luật rừng xanh, mạnh được yếu thua. 2. Đòi chủ quyền vượt quá quy định của UNCLOS và chống lại phán quyết của Tòa án Thường trực Quốc tế PCA. 3. Lợi dụng thời gian đàm phán với ASEAN để mở rộng chủ quyền bất hợp pháp và áp dụng luật pháp tùy tiện. 4. Gây chia rẽ trong khối ASEAN bằng cách lợi dụng các quốc gia không tiếp giáp với South China Sea phản đối hành vi chống Trung Quốc. 5. Gán tội Hoa Kỳ gây bất ổn trên biển Đông Á. Ai cần ai? Bắc Kinh cần Nhật Bản và Đại Hàn bớt thân thiện với Hoa Kỳ. Nhưng Hoa Kỳ là yếu tố bảo vệ an ninh duy nhất cho Nhật Bản và Đại Hàn, nên bất cứ ai lãnh đạo cũng phải tăng cường mối quan hệ đồng minh chí cốt. Đài Loan trông cậy vào Hoa Kỳ và Nhật Bản để tồn tại, nên phải gắn kết với đồng minh nếu không muốn lọt vào tay Bắc Kinh. Bắc Kinh mua chuộc và chia rẽ với lãnh đạo Đông Nam Á, nhưng dân chúng vẫn mong được Hoa Kỳ bảo vệ an ninh và toàn vẹn lãnh thổ mà vẫn có thể tiếp tục làm ăn với Trung Quốc. Đã đến lúc ASEAN không còn thời giờ để chần chờ do dự mà phải lựa chọn giữa chủ quyền quốc gia và lợi ích kinh tế. Các quốc gia duyên hải Đông Nam Á đang cùng Hoa Kỳ và nhiều cường quốc trên thế giới đòi Trung Quốc phải tuân thủ phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Tòa án Trọng tài Thường trực về luật biển. Hoa Kỳ cần các quốc gia duyên hải Đông Nam Á tăng cường khả năng quân sự, đủ sức tự vệ để duy trì cán cân quân sự làm nản lòng tham vọng vô bờ của Bắc Kinh. Hoa Kỳ sẽ không hành động đơn phương. Bộ tứ kim cương Quad gồm có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc Đại Lợi và Ấn Độ sẽ đóng vai trò chính trong việc duy trì quyền tự do hàng hải và bảo vệ các đồng minh, đối tác trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Pháp và Anh có song hành với Quad để duy trì hoạt động hàng hải hợp pháp trên biển Đông Á. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã gặp nhau 30 lần kể từ năm 2013 và ngày càng kháng khích
trong tinh thần chống Mỹ. Nga cần tiền, Trung Quốc cần võ khí tối tân, nhưng bắt đầu rạn nứt vì các lý do. Một, mặt tư khoa không thể đứng chung với Bắc Kinh để rơi vào trận chiến nguyên tử hủy diệt với Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bày tỏ hy vọng cải thiện mối quan hệ với Nga. Hai, Trung Quốc đang dấy lên yêu sách chủ quyền Vladivostok đã bị Nga hoàng sáp nhập vào năm 1860. Ba, mặt tư khoa chậm chuyển giao hỏa tiễn cho Trung Quốc trong khi bán võ khí tối tân cho Ấn Độ. Bàn cờ biển Đông Á mới sắp ra mà đã thấy cán cân nghiêng về phía các quốc gia muốn duy trì hệ thống luật pháp quốc tế và tập tục hàng hải trong cộng đồng nhân loại. Quý vị vừa theo dõi câu chuyện thời sự với đề tài Ai sợ ai và ai cần ai trong nguy cơ xung đột Mỹ-Trung do bình luận gia Đại Dương biên soạn. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Cầu chúc quý vị luôn bình an, may mắn, dồi dào sức khỏe và hẹn gặp lại trong câu chuyện thời sự kỳ sau.